khó thôn ôi mày hai bút hay là hai giá hơn mà này trăm mấy đây đó cái này có chữ gì rút đi vậy à, biết thì cầm rút cái tính cái chứ nó 700 phải có ký giờ ba ô đầu tiên 1 2 3 ok đấy chú 2 phút thôi nhá vâng ạ cái bó cho tiền thằng của bạn đấy không bó rồi ông lấy lương mãi không bó được đi tôi bó quá thích quá thích quá điệt bó điệt là 2220 22 ừ, 2220 đấy điệt là điệt 1 2 dùng điệt này. Thì áo to chứ cao hơn chúng tôi biết rồi đấy. À, bây giờ ông nhớ là ông cao hơn tôi đi. Tài hào. Dương. Một. Giờ tôi tính lên dương. 4 20 22 20 Dương 1966. 1966. Ông đi lấy cho mấy người luôn ạ. 1 2 3 9 không 19 rồi ông ạ 66 nữa thôi chính xác xin quyền 1.900.000 rồi 66.000 60 thì nếu có thì không vào bút mình dương thì tiếp không thiếu à thứ hai tập huấn lên việc nữa thứ hai tập huấn ăn bài nhá bởi vì chủ nhật thì tập huấn thì là ở trên huyện nhưng mà chủ nhật là mình kiểm điểm hết sau đám khu quần dân kia nói rồi không phải bởi vì nó vào thứ bảy chủ nhật sau có bác rồi bác cái gì không có tới đâu tôi có cái dây này cho tức dây này 1 2 3 1951 6 7 8 9 51 50 1000 xong chưa bà kịp với bà ấy lấy rồi chứ không có thể gửi cá bác bà kịp lấy rồi bà kịp bà chị Thúy chị đây lấy thưa 1951 vâng bác 1951 được chưa lẽ ra là mình tập huấn vào chủ nhật thế nhưng mà chủ nhật thì tất cả các chi bộ kiểm điểm rồi thế em lại điện lên huyện để người ta điều chỉnh cái lịch cho nhưng mà thứ hai con lớp nó ở dưới ăn bài các bác chịu khó cho hết đi còn chi phí thì sao đấy mà đọc trường thôn này nó có cả cái bí thư trường thôn cả món gì đi đó cái món gì tập huấn về cho người không chuyên trách ở thôn bộ bí thư trưởng thôn tổ trưởng thôn tập huấn bà có chứ là giấy nhưng mà phải thông báo trước để các bác chủ động về thời gian chưa kiểm lại một cái gì một mình bao quát hết cả một cái phòng một cửa này to quá nhỉ to quá đưa đây cho chú xem đây ạ đây là cái đây là gốc ạ Dạ. Vâng.